77 trinh sát tham gia lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. 77 máy bay quân sự của Nga sẽ tham gia vào màn trình diễn trên không trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ có 77 máy bay tham gia vào màn trình diễn kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 tại Quảng trường Đỏ. Các máy bay trực thăng này là gồm máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, máy bay thiên Nga trắng Tu-160, máy bay tiếp nhiên liệu In-78, máy bay chiến đấu MiG-29, Su-35S, MiG-31, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay chỉ huy In-80, trực thăng K-52, Mi-24, Mi-8 và trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26. Lần đầu tiên 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT sẽ bay lượn trên quảng trường đỏ theo đội hình chữ Z, thể hiện sự ủng hộ các quân nhân đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Thông cáo này cho biết thêm, thông thường phần diễu binh trên không sẽ kết thúc với màn trình diễn của 9 máy bay thuộc phi đội Russian Krai và Swift theo đội hình kim cương và 6 máy bay Su-25 phun 3 màu quốc kỳ Nga trên bầu trời. Ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 là một dịp lễ lớn ở Nga, đánh dấu ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến thứ 2. Nga thường tổ chức duyệt binh để đánh dấu sự kiện này. Đây cũng có thể là dịp Nga phô trương các loại khí tài mới. Giới chức phương Tây cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đưa ra một tuyên bố quan trọng về chiến dịch quân sự ở Ukraine trong lễ duyệt binh năm nay. Quân đội Nga cho biết lực lượng Nga đã cho nổ tung các cây cầu để cản trở một cuộc phản công của Ukraine ở phía Đông Bắc. Trong thông báo mới đây, thì Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 7 tháng 5 cho biết tại khu vực phía đông Kharkov, lực lượng Nga đã cho nổ 3 cây cầu đường bộ để làm chậm các hoạt động phản công của lực lượng phòng vệ, CNN đưa tin. CNN không thể xác minh độc lập trên tuyên bố. Trong 2 tuần qua, thì quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở phía bắc và phía đông Kharkov, đe dọa chặn đường tiếp tế của các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Donetsk và Luhansk. Kharkov nằm ở gần biên giới Nga và là một trong những thành phố đầu tiên Nga tiến quân sau phát động chiến dịch quân sự. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, đây là ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận hoạt động quân sự từ phía Nga, nhưng các cuộc pháo kích và trinh sát trên không vẫn đang diễn ra. Một số quan chức Ukraine tin rằng các đơn vị của Nga đang tạm dừng trước khi khởi động giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch nhằm đảm bảo an toàn cho Donetsk và Luhansk, theo tuyên bố của Moscow. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngoài 2 khu vực trên thì lực lượng Nga tiếp tục tấn công thành phố Mykolaiv ở phía Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022 đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút khoảng 10.000 phụ huynh học sinh tham gia. Sự kiện không chỉ thu hút học sinh của Hà Nội mà còn nhiều học sinh lớp 12 và phụ huynh ở các địa phương khác. Có một số trường trung học phổ thông tổ chức cho 100% học sinh lớp 12 đến ngày hội, xem đây như một hoạt động ngoại khóa. Gần 100 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng với đủ loại hình công lập, ngoài công lập, chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài, cao đẳng nghề đã có mặt tại ngày hội với gần 200 không gian tư vấn của nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đây, thí sinh và phụ huynh không chỉ được các trường tư vấn về ngành nghề, phương thức tuyển sinh, mà còn được nắm thông tin khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở tất cả các phương thức được các trường áp dụng. Đây cũng chính là điểm mới của dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm nay. Theo đó, các thí sinh sẽ đăng ký tất cả nguyện vọng bằng mọi phương thức xét tuyển lên một hệ thống cùng một thời điểm sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sử dụng phần mềm lọc ảo chung cho tất cả các trường. Như vậy, mỗi thí sinh sẽ chỉ đỗ một nguyện vọng ở một phương thức, không còn tình trạng một thí sinh đỗ vào nhiều trường ở nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như các năm trước. Vào sáng nay ngày 8 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh huyện trên phạm vi toàn quốc. Ngay trong sáng nay, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 700 đội truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại điểm cầu trung ương cùng điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và tại các quận, huyện, thị xã, gọi chung là cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đặc biệt là tuyên truyền cho toàn thể người dân hiểu rõ việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5
tháng công nhân và là tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Công đoàn Bình Dương đặt mục tiêu chăm lo đời sống công nhân lao động phải đi vào thực chất, hạn chế các hoạt động bề nổi, đặc biệt tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động sau đại dịch COVID-19. Người đàn ông này từng hạnh phúc dưới mái ấm gia đình ở khu 5 Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Thế nhưng số phận đã không mỉm cười từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, vợ anh lâm bệnh và vĩnh viễn ra đi. Thấu hiểu hoàn cảnh đoàn viên, công nhân của mình, lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên anh vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục trở lại công việc và chăm sóc con cái. Gia đình gặp cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn á, thì đối với công ty và bên công đoàn á, thì nói chung là cũng tạo mọi cái điều kiện như vậy á, thì em cũng phải cố gắng hết sức mình trong công việc và chăm lo cho con cái. Chúng tôi mong muốn là đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn cũng như người lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên để có một cái cuộc sống tốt hơn, có công việc, việc làm, thu nhập ổn định để tiếp tục gắn bó với lại doanh nghiệp và quê hương Bình Dương. Với trách nhiệm của mình, tổ chức công đoàn cũng đã chủ động kế hoạch chăm lo hơn 200 trẻ mồ côi là con của đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19. Ngay trong ngày mở màn tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao thêm 74 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng nhằm tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em trong chặng đường dài phía trước. Được sự chia sẻ của nhà nước cũng như là công đoàn, con cố lấy đó làm động lực để mà anh em con cố gắng sau này. Để không ai bị bỏ lại phía sau, Công đoàn Bình Dương tiếp tục chủ động tham mưu và đặc biệt tham mưu cho các lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với công nhân, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn quyền lợi với doanh nghiệp, những khó khăn phát sinh trong đời sống, giúp công nhân lao động tiếp tục gắn bó với công việc, bỏ lại đằng sau một kỷ niệm buồn về những tháng ngày Covid. Các cấp công đoàn chúng ta tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền, người sử dụng lao động về các hoạt động chăm lo. Tôi lấy ví dụ như việc Bình Dương tham mưu với tỉnh ủy hỗ trợ 5.000, tôi cho rằng đấy là một cái sáng kiến, là một trong những cái hoạt động rất là tiêu biểu. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương kết nối thành công với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho công nhân lao động với giá ưu đãi từ 5 cho đến 20% các mặt hàng như quần áo, giày dép, thực phẩm, vân vân, giảm giá từ 20 cho đến 50% với những người lao động. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất đơn thuần mà chính là niềm tin đã được kiểm chứng về vai trò của cấp ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn để từ đó càng thêm tin tưởng, gắn bó, công hiến và dựng xây quê hương Bình Dương. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện tổng kết cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2021. Năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi dịch bệnh cũng như biến động giá cả nguyên vật liệu, nhưng các doanh nghiệp Việt đã nỗ lực đưa hàng nội đến với người tiêu dùng trong nước. Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên sản xuất phân phối cà phê, dù đã gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh cùng với sự gia tăng đột biến của mặt bằng giá, doanh nghiệp này vẫn tìm mọi cách đảm bảo chuỗi cung ứng sản phẩm đối với thị trường trong nước. Trong năm vừa rồi thì mình vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh thông qua các chương trình của nhà nước, của Sở Công Thương, của những cái trung tâm xúc tiến thương mại để có thể là đưa hàng qua tới người tiêu dùng, trực tiếp tới được người tiêu dùng. Và mình cũng có những cái chương trình mình kết nối với các siêu thị để có thể là những cái kênh phân phối chính, những cái siêu thị lớn để mà khách hàng có thể là tiếp cận và mua hàng được thông qua các kênh siêu thị, những cái kênh chính thống. Để cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt đã không ngừng cải tiến mẫu mã, bao bì cũng như chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đảm bảo bình ổn giá. Chúng ta phải nhìn vào cái giỏ hàng của từ các cái siêu thị và đặc biệt là chúng ta phải nhìn vào các cái loại nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất. Nó đã được nội địa hóa rất là nhiều. Không phải là nói rằng bây giờ là người Việt mình chúng ta là đang quan tâm tới hàng Việt thì sản xuất như thế nào cũng được. Mà phải đòi hỏi đó là một sự đáp ứng của các cái nhà sản xuất. Các cái nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn ngày càng cao hơn, chất lượng cao hơn và đặc biệt là chúng ta phải đi dần đến gần cả cái tiêu chuẩn về khoa học công nghệ của thế giới. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực ổn định thị trường, hoạt động liên kết cùng các tỉnh thành trên cả nước, đưa hàng Việt Nam chất lượng uy tín đến tận tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó cũng tổ chức nhiều chương trình bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, đa số các hệ thống phân phối lớn đều tham gia liên kết với các doanh nghiệp bình ổn để bán hàng Việt. Doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đã rất là cố gắng trong quá trình tổ chức duy trì hoạt động của mình
thậm chí trong giai đoạn 3 tại chỗ hoặc là 2 điểm đến một con đường, các cái doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đã cố gắng duy trì bằng mọi biện pháp để giữ khách hàng, giữ việc làm cho người lao động, và chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn đó. Đây là một trong những cái nỗ lực rất trân trọng đối với doanh nghiệp Việt trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối cũng đã phải gồng gánh để hỗ trợ cho các cái chợ truyền thống và chợ đầu mối phải đóng cửa vì dịch bệnh. Theo ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, 100% các cơ quan, đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh đều ưu tiên chọn sản phẩm thương hiệu Việt trong chi tiêu mua sắm. Hiện nay hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố có 3 chợ đầu mối, 233 chợ truyền thống và 237 siêu thị. Thưa quý vị, ngày của mẹ là ngày tôn vinh vai trò của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng trong xã hội, được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Năm nay, ngày của mẹ diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5. Nhiều đơn vị đã tổ chức khuyến mãi giảm giá sâu trong dịp này. Trong đó, P&G tổ chức ngày của mẹ trong vòng 9 ngày, từ ngày 6 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5. Tại các cửa hàng của hệ thống này, không gian trải nghiệm với tên gọi P&G Caring Lounge được tạo ra giúp các mẹ trải nghiệm miễn phí dịch vụ chăm dưỡng chuyên sâu đôi bàn tay. Cùng với đó là chụp ảnh cùng trang sức với thợ ảnh chuyên nghiệp và nhận quà khung ảnh tặng kèm ảnh trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 5. Bộ sưu tập hoa của mẹ cũng được giới thiệu, lấy cảm hứng của hoa mẫu đơn dành tặng những người đã, đang và sẽ làm mẹ, cùng nhiều quà tặng ý nghĩa. Hệ thống trung tâm thương mại Yêu Môn đang triển khai chương trình khuyến mại giảm sâu tới 50% toàn bộ các sản phẩm thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm. Các trang thương mại điện tử phổ biến như Tiki, Shopee, Lazada cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hàng tiêu dùng. Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã bàn giao sân khấu kịch Hồng Vân Phú Nhuận cho nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi quản lý. Và từ nay, sân khấu kịch tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận sẽ mang thương hiệu sân khấu Trịnh Kim Chi Phú Nhuận. Bà bầu của sân khấu kịch nổi tiếng phía Nam, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên của VTC về câu chuyện giữ cho các sân khấu kịch sáng đèn. Kính chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ạ, rất vui để đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chị, là nếu mà nói đến những cái thông tin những ngày qua, khi mà tình hình của sân khấu kịch Phú Nhuận có sự chuyển đổi về phương thức hoạt động, thì thật sự là có rất nhiều những cái luồng ý kiến, những cái thông tin trái chiều đã diễn ra. Mình đón nhận tất cả những cái luồng thông tin đó với tâm thế như thế nào ạ? Phải nói là mình rất hạnh phúc là bởi vì có rất nhiều người quan tâm tới mình. Tức là quan tâm tới Hồng Vân nói riêng và sân khấu kịch Hồng Vân nói chung. Gần như là sân khấu nó gần như là máu thịt của mình rồi. Cái trách nhiệm của mình đối với cái sân khấu mình nó lớn lao lắm. Và sau đó thì là bắt đầu trách nhiệm với các học sinh của mình, các bạn diễn viên trẻ và đặc biệt là các bộ phận âm thanh ánh sáng hậu đài, công nhân của sân khấu. Tất cả những cái điều đó nó tạo thành một cái cảm xúc nó buồn mà nó khó tả lắm. Thực sự buồn mà nó đau. Vậy với cái động thái vừa rồi, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng là sân khấu kịch Hồng Vân, sân khấu kịch Phú Nhuận, các anh em nghệ sĩ chúng ta đã nỗ lực cố gắng hết mình rồi, đã dốc sức hết mình rồi. Và giờ đây thật sự chúng ta cần được giải cứu không ạ? Cái chuyện mà cầu cứu, cái chuyện mà kêu gọi, cái chuyện mà xin xỏ thì cái chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Cả hơn chục năm trước rồi, từ khi mà tôi còn ngồi ở cái ghế gọi là Hội đồng Nhân dân, rồi phó chủ tịch hội. Chắc có lẽ là bởi vì cuộc sống này với lại cái thành phố mình còn quá nhiều những cái điều mà cần phải quan tâm hơn. Hiện giờ là văn hóa văn nghệ vẫn còn gọi là xếp vào là xa xỉ á, xa xỉ, nó không phải là cái cấp thiết thì thôi. Thì mình cũng cứ bất kỳ lúc nào có thể thì mình đều có những cái đề xuất, mình đều có những cái xin xỏ, nói xa cũng có, nói gần cũng có, nói trực tiếp cũng có. Nhưng mà còn cái việc đó sẽ được chấp thuận như thế nào thì lại là chờ đợi thôi. Vậy liệu nếu mà sân khấu Hồng Vân không còn là ngôi nhà chung như là trước nữa, mà chúng ta sẽ chuyển đổi sang một cái mô hình hoạt động kiểu khác, chúng ta vẫn đang và sẽ làm gì để sân khấu có thể sáng đèn, để mà những cái anh em chị em nghệ sĩ hay là những cái bạn trẻ diễn viên như thế này vẫn có một nơi trốn để đi về ạ? Có chứ, có chứ. Không bằng cách này, bằng cách khác thì chúng tôi sẽ vẫn phải có một cái nơi để mà cho các bạn nghệ sĩ trẻ hội tụ lại, và các học trò nó phải có đầu ra. Tức là học trò đây là hoàn toàn là những em mà các em đam mê sân khấu thực sự. Đó là cái điều mà mình rất là thương, mình sẽ cố gắng hết sức để mà mình làm. Còn bây giờ sau khi mà tôi hết hợp đồng với trung tâm thì cái đường lối của Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận về vấn đề mà
với các đối tác thì có sự thay đổi. Bản thân mình nếu mà mình cảm thấy mình còn theo được với cái đường hướng, cái sự thay đổi thì mình theo. Còn mình không theo nổi nữa thì mình phải chia tay thế thôi.